Dạ anh chào mọi người. Rồi em. Hello anh. Dạ chị My có chảnh không ạ? Có, mà dạ. Chị đang ngủ á. Giờ em muốn gặp chị là em phải đợi xíu. Dạ thôi em ngồi đây chơi chờ chị My xíu nha. Ờ dạ thôi, vậy chắc em đi lên luôn. Để sẵn em đánh thức chị dậy luôn. Dạ em đi. Ủa, hai người học lại với nhau rồi hả? Học lại rồi. Nghe nói là vì tình nghĩa tự nhiên kết hợp lại. Hai cái đứa này làm như cái thời mà loạn lạc vào sinh ra tử hồi xưa. Thấy ghê. Nhưng mà như vậy cũng được luôn hả? Được sống được. Thì hai người á, ở riêng trong phòng như vậy hoài á, lửa còn rơm đâu ngày cũng bén hả? Là hai người đi đốt lửa trại hả? Đồng lao. Cô My ơi. Cô My. Cô My. Dậy. Dậy 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 dậy. Hai giờ mới sáng sớm hả? Sáng sớm gì nữa? Bây giờ là 3 giờ chiều rồi nè. Dậy đi, mặt trời sắp lặn luôn rồi đó. Nguyên hả? 3 giờ chiều rồi hả? Rồi cô nói đi, quyết tâm học hành mà học hành vậy hả? Cô xin lỗi, đợi cô xíu. Đi đâu vậy? Đi ánh đăng. Tại bữa giờ cô thiền quá nên cô mới vậy chứ bộ. Trời ơi. Đừng có trời ơi coi, ngồi đợi cô chút xíu thôi. Đợi xíu nha. Đúng là chúa câu giờ luôn á. Có chừng ngủ quên luôn trong đó đó. Cái câu này làm sao? Đơn giản mà. Thay động từ ở đây à? Ừ. Hai người đó ngồi gần nhau như vậy á, chắc chắn thế nào có chuyện xảy ra à? Sao ngộ ha. Con My nó đã có ông bác sĩ rồi, bây giờ sao nó còn rớ với thằng nhóc này chi nữa? Ừ, đúng rồi. Anh nghĩ chắc không có gì đâu. Bộ anh không biết mấy vụ giống vậy hả? Anh Quốc, anh có nhớ hồi trước á mình quen nhau như thế nào không? Nhớ không? Cái đó là duyên số mà. Duyên số cái gì? Hồi đó em với anh á, lần đầu tiên gặp nhau á, em có ấn tượng gì với anh đâu. Do em với anh á tập nhảy chung với nhau cả tháng trời á hả, tiếp xúc da thịt này nọ nên mới quen anh chứ bộ. À, thì ra lại mắc sai lầm từ những lần nhảy đó. Ông nói gì vậy? Bởi vậy á em mới nói á, hai người đó trai đơn gái chiếc ở trong phòng kín như vậy thế nào cũng có chuyện xảy ra. Chuyện gì? Làm hết hồn à. Đang dậy trên đó tự nhiên xuống đây làm gì vậy? Xuống đây uống nước chứ gì. Nè nha, bà đừng có nói chuyện tùm bậy tùm bạ tào lao hoài đi nha. Tôi có nói tào lao đâu. Thì đúng là bà Tùng say nắng nó mà. Ủa? Nhưng mà bây giờ bình thường mà. Tôi với nó coi nhau như là chị em thôi. Bây giờ vậy mà sau này cũng vậy, không bao giờ có chuyện gì xảy ra hết á. Để tôi coi. Ủa cười gì vậy? Tự nhiên Ban Mai nói cô với em cứ học chung với nhau vậy hoài á là có ngày cũng sẽ nảy sinh tình cảm thôi à. Cũng có thể mà. Cái gì vậy? Cô vẫn không hiểu tại sao em thích học với sinh viên trường dân văn hay là trường nhân văn sao? Em làm gì vậy Nguyên? Em không thể nào để mất cô một lần nào nữa. Thì ra là... Thời gian qua gọi cô hơi xa lạ. Đúng ra phải gọi là Diễm My à. Hai đứa nó rất có thể sẽ như vậy á. Hơn nữa giữa nam và nữ làm gì có quan hệ tình bạn đơn thuần đâu. Ủa sao lại không? Ví dụ anh nè, anh có rất là nhiều bạn mà là con gái. Mấy thằng nhỏ hả, nó có ý đồ với anh hết á. Hơn nữa anh, trong phòng con gái á là một nơi á cực kỳ quyến rũ luôn. Nào là mùi hương của nước hoa nè, mỹ phẩm nè, không mê mới lạ. À, sao trong phòng của mình thúi vậy ta? Anh này thơm chứ bộ, tại do anh ở dơ á. Với lại á, thằng Nguyên á là một thằng rất dễ bị mê hoặc luôn và dễ bị virus xâm nhập vào cơ thể. Virus hả? Ừ, virus tình yêu á. Rồi, bữa nay kết thúc tại đây. Dạ. Yeah. À, nhớ về nhà ôn bài nghe không?
Biết rồi. Ê, gì? Lòi rúng kìa. Hết hồn hết vía. Cái thằng này sao dám nhìn rúng của cô? Tôi nhìn rúng rồi nào. Tại điên cô hơi cái đưa nguyên cái rúng cái mặt tôi chi. Ai thèm nhìn. À, con nhà nghề có mắc cười ghê. Mắc cười gì? Thì chị Ban Mai nói là cô với em mà cứ ngồi họng như vậy nè là sẽ nảy sinh tình cảm với nhau. Nghĩ vậy thiệt hả? Chưa đánh vô mặt nhau là hên lắm rồi đó. Dám không? Hả? Tính đánh vô mặt cô hả? À, nãy đánh tôi hơi bị nhiều rồi nha. Ăn xong rồi hả? Ừ, xong rồi. Ăn không? Thôi ăn đi. Ghê quá rồi. Có ở đâu ghê ngọt lắm á. Thôi ăn. À, có tin này vui lắm nè. Tin gì vậy? Mẹ em sắp có em bé á. Ôi, thiệt hả? Thiệt. Ôi, chúc mừng mẹ em nha. Xin lỗi cho mình hỏi hai bạn có phải là người yêu của nhau không ạ? Ủa, có gì không vậy chị? Mình là biên tập viên của tạp chí Tin. Mình đang cần những hình ảnh của những cặp đôi đang đi trên đường. Hai bạn có thể cho mình chụp vài tấm, mình sẽ gửi quà cho. Có quà hả? Dạ, vậy chụp đi. Ủa, nhưng mà quà là gì vậy chị? Dạ là một phiếu buffet và một voucher mua sách miễn phí. Vậy hả? Vậy dạ, chụp đi chị. Chụp gì? Đừng có tình nhân rồi chụp. Ủa, hai bạn không phải là tình nhân hả? Không, là tình nhân mà. À, mới yêu nhau thôi. À, mình là mới yêu nhau đó chứ đâu phải là cô chào gì đâu. Chụp đi chị. Bắn tim, bắn tim, bắn tim. Đây, phần của em nè. Ủa sao có mấy tờ vậy? Nãy thấy Nguyên sắp dày lắm mà. Tôi sắp dày đâu, sắp dày. Có nhiều của chị hai, em phân nửa, cô phân nửa. Cô có diếm không? Diếm gì không tin hả? Này lục đi ấy. Nhột, lục cái gì vậy? Lục lục, cái... lục nè. Thôi, nhột. Nè. Thôi nha. Đưa cái giỏ đây coi. Cái gì vậy? Ê, nè nè. Nói nè. Không phải, cái này có chương trình hả? Cái này có chương trình hả? Nè, nhột má, nhột. Á, à, đừng có đổ, đừng có đổ. Hai cái đứa này làm cái trò gì vậy? Vậy mà tụi nó còn chối nữa. Thế nào có chuyện à? Ba ơi, sao ba còn chưa chuyển tiền cho con nữa, không hết sạch tiền thiệt luôn á. Ba tranh thủ chuyển tiền cho con nha. Này, uống cà phê nè. Cảm ơn bà. Mà bà tính trả lại hết số tiền đó thiệt hả? Ừ, chứ còn sao nữa. Đã hứa là phải trả rồi, thì phải gom tiền trả cho hết chứ. Thôi, đi thay đồ. Bà ra ngoài trước đi, cảm ơn bà nha. Chị My đang chổng hả chị? Ừ, chị My chổng á. Dạ. Á ơi! Cái gì mà la dữ vậy em? Thì em đã nói rồi, sớm muộn gì hai người đó cũng có chuyện à. Theo em sau vụ này á, hai người đó sẽ bước sang một bước ngoặt mới. Bước ngoặt mới? Ừ. Em làm bài xong chưa? Được rồi. Kết thúc tại đây nha. Xong tiết rồi. Em về cẩn thận. Em về. Ừ. Bị nhiễm virus tình yêu rồi. Sao tự nhiên đau bụng dữ vậy trời? À, à, nhói 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 nhói. Hỏi có ai đang đi vệ sinh ở trong đây?
được, mà bạn Mai gọi cũng không được nữa. Alo, tôi đang bận lắm, gọi gì vậy? Quyên ơi, cứu cô với. Cô đang kẹt ở trong nhà vệ sinh rồi nè. Hả? Nè. Cảm ơn em nha. Ghế cô thấy như con sen vậy á, gì cũng gọi hết á. Tại vì ba Mai đang bận tập chứ bộ, chỉ còn có mình em mới cầu cứu được thôi à. Thôi đi ra ngoài trước á. Ê, khoan đừng có đi. Sao nữa? Ê, khoan khoan, đợi cô chút xíu đã, cô lại mình sợ lắm. Trời ơi, đây vệ sinh nữ đó. Biết rồi, đợi xíu đi. Sao lâu rồi, chưa ra nữa? Nãy giờ ngồi lâu có bị tê chân quá nè. Thì gắng đi ra đây coi tôi coi sao rồi. Ôi trời ạ. Đâu? Chân nào? Chân này. Sao rồi? Sao vậy? Thật ra tê chân kế bên. Tại vì đụng vô giật mình đau dữ lắm. Giờ phải bớt đúng không? À, dạ em, dạ em đi. Dạ nè, nắm dài tôi nè. Dạ. 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 Đúng rồi. Trong trường hợp này chúng ta sẽ không thể nào dùng được cái từ nào khác mà phải sử dụng từ thích. Em đã hiểu chưa? Do you understand? Có phát âm thanh nhẹ nhẹ lên một chút được không? Phải đi thôi. Cô xin phép đi một chút xíu nha. Đi đâu vậy? Tất nhiên là đi vệ sinh rồi. Không lẽ đi luôn ở trong phòng này? Cô đi vệ sinh xíu nha. Như vậy là buổi học ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Thật ra cô tính nói với em chuyện này. Chuyện gì? Chắc buổi học sau sẽ là buổi học cuối cùng cô dạy cho em. Cô quyết định sẽ không dạy cho em nữa. Hả? Sao vậy? Cô suy nghĩ kỹ lắm rồi. Cô cảm thấy quyết định như vậy sẽ tốt hơn. Bữa học sau cô sẽ nói chuyện với mẹ em để mẹ em tìm người khác dạy cho em nha. Nhưng mà cô chỉ muốn nói trước để cho em chuẩn bị sẵn tâm lý vậy thôi. Muốn nói câu tạm biệt thì để bữa sau đi ha. Giờ cô phải đi về rồi. Bye bye em. Chào mọi người. Nhìn bạn đây. Mọi người quá đáng thiệt luôn á. Là đang gì vậy? Sao mọi người đối xử với con kỳ vậy cô Liễu? Không phải đâu My à. Anh bị lây bệnh cũng được đó. Nhưng mà tại sắp tới anh có cuộc thi hát á, cho nên anh phải cẩn thận. Tôi cũng vậy nữa. Để tôi thi xong đi rồi tôi sẽ chăm sóc cho bà ha. Xin lỗi anh nha. Mình cũng kỳ thiệt ha. Chỉ là cúm thôi mà. Có gì đâu mà sợ. Ôi mẹ ơi. My, anh xin lỗi. Tại vì anh chỉ sợ là học sinh của anh thôi à. Biết rồi, nhưng mà
mọi người làm em buồn á. My. Ấy. Mình có bị quá đáng không? Tôi thấy không có đâu, an toàn dữ hơn á không? Cô Liễu xịt đây nè, nãy ngồi đây cô Liễu nhiều nhiều xíu. Trễ 45 phút rồi. Làm gì mà chưa tới nữa. Giờ mới tới đúng không? Dạ. Ủa? Bộ chị My chưa tới nữa hả? Chưa. Ủa mà chị vô phòng có gì không? À, tôi vô lấy đôi giày đi giặt á. À. Ủa mà chị làm vậy mệt lắm. Thôi đem giặt cho. Đây. Đâu sao đâu, cái này là nhiệm vụ của tôi mà. Hay là cậu chơi tôi giặt không sạch? Không phải. Ý em không phải vậy. Thôi cởi lại học đi nha. Tôi đi trước nha. Đồ ăn tôi nấu xong rồi đặt trước cửa nha. À, có mấy món ngon con thích đó. Nhớ ăn thiệt nhiều lấy lại sức nha. My ơi, anh có để mấy cuốn truyện cho em đọc đỡ chán á. Có gì chán thì đọc nha My. Rồi em nhớ ăn trái cây nữa nha. Đi vệ sinh xong á nhớ khử trùng rồi thì kỹ nha con. Thôi tụi tôi đi nha. Ác độc. Bỏ mặt người bệnh nằm ở đây một mình vậy mà coi được. Muốn người nhẫn tâm mà. Cô ơi, cô ơi, cô cô ơi, ủa sao cô nằm đây mà nãy giờ tôi kêu cô không lên tiếng gì hết vậy? Cô bị cảm dễ lây lắm á. Em đi về đi. Ủa sao cô không ăn gì đi? Cô ăn gì chưa ta? Cô ăn cùng em nguyên. Đi về đi. Cô lây cho em. Bây giờ cô không vô ăn rồi sao cô uống thuốc được? Nè. Nè. Cô ơi. Cô. Cô ơi cô. Hết bệnh còn về dạy tôi nữa. Ai đâu học trò sắp thi rồi mà cô giáo còn nằm đây bệnh. Lay cho em bây giờ em về đi. Lay gì mà lay. Về đi. Nghỉ đi. Sao em lì quá vậy? Vậy thì hạ miếng đi. Em đi về đi, cô lay bệnh cho em đó.
cô mới là lì á. Hai mẹ gan miếng cháo đi còn thuốc nữa. Mẹ. Được rồi, đi về đi. Nhanh đi, mỏi tay quá. Được rồi đó. Cô bệnh mà cô nói nhiều quá nha. À, cháo em nấu hả? Cháo mà ai không biết nấu. Lên mạng nó cũng có chỉ bộ. Dở ẹt. Có người nấu cho ăn là hên lắm rồi, còn chê nữa. Ô mà tỉnh rồi hả? Ăn cháo dở quá em tỉnh luôn rồi nè. Đi coi gán chịu đi. Cảm ơn em nha, em về cẩn thận. Dạ, em chào chị. Về tới nhà là phải đánh răng, rửa tay liền nha. Không thôi là bị lây bệnh đó. À, cháo em nấu hồi nãy ngon lắm. Xứng đáng là đặc sản của Việt Nam luôn á. Như là Nguyên bị cảm rồi đó cô. Alo. Alo, tôi nghe nè. Ờ, biết rồi, có gì không? Thì tôi chỉ hỏi thử là cô đi khám thôi chưa. Ờ, công nhận anh nói đúng á. Không được coi thường bệnh cảm mà. Tôi mới bị một phen chết đi sống lại luôn nè. Thì tôi đã nói rồi mà. Mùa này dễ bị cảm lắm, dễ truyền nhiễm nữa. Thằng Nguyên bị lây rồi kìa. Cái gì? Ủa, Nguyên cũng bị cảm này hả? Ủa, cô chưa hay gì hả? Biết ngay mà. Vậy thôi, cảm ơn anh nha, bye bye. Nè, dạ Nguyên. Cái gì mà ồn ào vậy? Làm giật mình à. Cô đã nói thế nào là cô bị bệnh rồi đó. Bây giờ bị bệnh rồi đó, thấy chưa? Tôi chỉ có thấy hơi mệt thôi. Mệt cái gì? Thằng này lì lợm thiệt á. Cãi. Thằng nhóc này. Cãi gì? Nóng dữ vậy nè. Thôi, cô ở đây hồi là lại bị lây đó. Cô đi ra ngoài đi. Cô mới bệnh xong rồi chắc chắn không bị lây nữa đâu ha. Lần trước cô đuổi em ra ngoài không có chịu ra ngoài đâu. Nóng dữ vậy trời. Bộ cô không thấy mình có lỗi hả? Có lỗi gì? Thì tôi bị bệnh là lỗi của cô đó. Ừ, em bị bệnh là lỗi của cô đó. Được chưa? Thì sao? Thì nếu mà cô có lỗi thì cô phải dạy tôi tiếp á. Cô không được nghỉ đó nha. Còn chưa chịu nữa hả? Thì tôi đổi cách xưng hô bằng chị. Được chưa? Chi vậy? Không thích. Chứ đó không phải là tâm nguyện cả đời của chị hả? Nhưng mà giờ hết thích rồi. Được cơ. Chị không thích hả? Ừ. Vậy tôi sẽ gọi là anh Diễm Phúc. Anh Diễm Phúc, được chưa? Cái thằng này anh Diễm Phúc hả? Anh Diễm Phúc hả? Anh Diễm Phúc hả? Dạ, con chào cả nhà, con mới tới. Ờ, à, cô giáo mới tới. Ừ, lâu quá mới gặp con. Ủa sao mà mặt xanh sao vậy? Bộ con bệnh hả? Ừ, dạ không. Con lên trước hả? Ủa? Mới tới hả? À. Thì lên trước đi. Ừ. À, anh Diễm Phúc có uống gì không? Ồ, hai cái thằng này mày có hiểu giới tính không? Sao kêu cô giáo bằng anh Diễm Phúc? Bị sốt rồi mày bị viêm não hả? Lấy thuốc cho nó uống chưa? Gia đình là số 1, oh, 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 oh. Gia đình là số 1, oh, 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 oh.